Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Metro Exodus. Thì hôm trước mình đã chiếm được chỗ này, nhưng mà mình vẫn không hiểu là tại sao cái ông trên này hình như là ổng tự sát hay gì đó các bạn. Để mình lên cho các bạn xem, quên cho các bạn xem đó. Là cái ông trên này nè. Mình không hiểu tại sao ông lại tự sát các bạn ơi. Lúc qua hôm qua lúc mà mình chuẩn bị leo lên là mình nghe tiếng nổ cái đùng. Lên là ông này ông ngáp rồi, không còn sống nữa. Mình đã làm sai cái gì đó các bạn. Có gì đó không đúng cho nên là ông mới tự sát. Hình như là mình làm như mình giết tụi này hay sao á. Đáng lẽ mình phải giết tụi nó trong bí mật hay sao các bạn mới được á. Thì ông đó mới sống ha. Rồi bây giờ mình đang đi ra ngoài cái chỗ này để mình tiến tới cái nhiệm vụ chính. Trời đất mẹ ơi. Oh my god. Chết thôi. Thằng cha Baron đã nói quá nhiều. Rồi các bạn ơi, thì theo như cái bản đồ thì mình sẽ đi theo cái con đường này sẽ tới được cái nhiệm vụ chính ha. Sẽ đến được cái điểm dấu ít ở trên bản đồ. Sắp tới rồi, nó gần kế bên thôi. Oh. Oh. Nó điện nhắc, điện thoại nhắc mình là mình vừa đi ngang qua. Bị bắn luôn rồi các bạn. Ây da. Má ơi. Mình đã đi quá xa. Tụi nó bắn mình luôn các bạn. Nè, nó đứng đợi bên đây nè, bồ mình nè. Thằng nào dám bắn mình cho ta? Đứa nào vậy? Chán sống hả con? Giờ mình ghim là mình bắn ngược lại nè. Đứa nào vậy ta? Không thấy ai hết. Ý, mấy con dơi, trời ơi mấy con này ghê. Bự lắm nha. Trời má. Nó bay cũng khá là gần chỗ mình đó, nguy hiểm nha. Kìa, nó đang soi mình hay gì đó các bạn. Nó đang lâm le bắt mình đó. Nó ở đây đi. Để coi cái bọn nào mà nó bắn mình hồi nãy, tức quá. Không thấy một ai luôn. Không thấy đứa nào hết. Thôi đi các bạn ơi. Mình vô mình làm cái nhiệm vụ chính của mình đi. Con mấy con thỏ này dễ thương quá. Mình đâu có nỡ bắn mấy con này. Con này có gì đâu. Chừng nào đói quá mới làm thôi. Water. Chỗ này có nước hả? Jules says lots of people used to live in these caves. There was basically a real town. But then the geysers opened up and they all had to flee. Wow. As you might suspect, we're approaching the spring through the back door. Let's go! Well, the bridges are burnt now. Let's climb a bit higher to get a better look around. The cave isn't going anywhere. Dưới này là cái gì vậy ta? Dưới này hồi xưa... Ý, có nước kìa. Không, oh, xuống nước nóng hả? Có nước kìa, nước phun lên kìa. Rồi, chui vô. Cái gì mà nó mới nổ vậy ta? Chỗ này ghê quá. Vô đây phải không? What's that? Huh? Cái gì thế? Máu dơi. Mấy con dơi đó các bạn. Stupid bats. Những con dơi ngu ngốc. Yeah. This place is totaled. When setting out, I kind of had hopes of finding something about my people, if not my relatives. But now I find out. And it hurts.
Steady, steady. Mình đang đi theo ông này chứ không biết đang làm gì. Right at the entrance. Đừng vô nè. Ồ, dưới này có hầm nữa nè. Get ready, Artyom. Charge the torch, check the filters and other gear. I have this feeling. Đó, bây giờ ông kêu mình sạc điện lại để đi vô hầm đó. To hell with the feelings. Here, let me give you a boost. Rồi, nhảy lên nè. Ông sẽ đỡ mình. Giờ mình sẽ leo ông nắm tay ông leo ông lên. Thấy bà không? Sập luôn. Đó, vô hầm nha. Trời ơi, có nhện kìa. Ghê vậy. Đốt cái này được không ta? Ồ. Đi đi, tao có đèn nè. Nè mình đốt nè. Đó. Đưa cái hộp quẹt gần mấy cái này là tự động nó đốt. Có khí độc. Đợi mày nhắc là tao đeo rồi. Ủa có bức tranh gì đây? Mấy người này đang lôi cái ống gì nè. Cứu quả hả? I wish we'd gotten here earlier. Ông đi quá chậm các bạn, mình phải dẫn đường cho ông đi thôi. Wow, cái này giống như một cái hầm mỏ các bạn. Đúng là cái hầm mỏ. Đã từng có một cái kiểu như một cái cộng đồng đã sống ở đây nhưng mà không biết vì sao mà không còn người nữa. Mà ông hỏi là có bao nhiêu người sống ở đây vậy? Mọi thứ ở đây đã được xây dựng lên. Chúng ta đi vòng vòng xem sao. Có xương người. Ông nói là nóng quá. Dưới này có nóng gì đâu. Giận gì bố mày hả? Giận bố mày hả? Ôi cái súng này mình nâng cấp lên 5 viên. Thấy gì nó lắp đạn còn lâu hơn cái lúc mà mình chưa nâng cấp nữa. Thấy không, tốn thời gian vô cùng luôn á. Đánh với cái lũ này tốn đạn nha, không giỡn đâu. Tốn đạn shotgun dữ lắm luôn á, nhiều lúc phải bắn 2 viên nó mới chết. Trời, mình sẽ lắp đạn. Ủa, lộn nút rồi. Lắp đạn lửa vô các bạn ơi. Mấy con này sợ lửa. À, thấy không? Cái súng hơi này là để chuyên trị mấy con mà quái vật các bạn. Bắn ra đạn lửa mạnh lắm. Bò đâu? Ui. Mày bắn hụt các bạn. Mày nè cho tụi bay trái hết luôn. Lũ quái vật rất là sợ lửa luôn các bạn ơi. Nó sợ lửa vô cùng luôn.
mà mình hình như sắp hết đạn lửa rồi. Để tiết kiệm lại các bạn. Mấy chỗ này là dầu nè các bạn ơi, không phải nước nóng đâu. Ghê. Nhảy xuống. Another cave in. Chỗ này quá hẹp. Này là mỏ đá với mỏ mỏ dầu ở dưới này. Yeah. Có ánh sáng. Có ánh sáng tức là có người. Well, the air seems all right. Masks off. Ông nói tháo cái mặt nạ ra đi. Không khí ở đây ổn. Kìa. À, nó đang khai thác cái gì dưới này nè. Mình sẽ tháo cái mặt nạ ra. Ở đây không có quái vật, cho nên là mình sẽ thế đạn bình thường lại. Gil says the locals follow every word the oilmen say. So let's try to do it quietly, without the unnecessary bloodshed. The slaves are innocent. Ok, những người nô lệ không có tội. Nhìn kìa, có nước. I'll move there and hide behind it. The gate is controlled from that tower. When you open it, I'll rush the car through and you leap atop the tank. Good luck and try not to kill anyone but the oilmen, all right? Ok. Ông nói là mình đừng có giết mấy đứa nô lệ nha, nhưng mà giết mấy cái thằng mà mấy thằng này nè. Mấy thằng mà trong coi nô lệ á, cũng như là mình sẽ lên trên kia để mở cổng. Ổng sẽ lái chiếc xe chở cái gì, chở nước cái gì đó. Chạy qua cổng, còn mình lúc đó sẽ nhảy lên cái nóc của chiếc xe, chạy đi luôn. Kế hoạch ổng đã vạch ra sẵn rồi đó. Mình là chỉ đi mở cổng thôi. Cũng như là giết mấy cái thằng mà ác ác ở trong này. Chứ đừng có giết mấy đứa công nhân bị ép buộc làm ha. Nói với thằng quỷ này nè. Mấy người nhân công trong đây là bị bắt ép làm thôi. Kiểu như nô lệ thôi. Nè mấy người này là không sao nè. Mấy người đó là không có bị giết nè. Tắt đèn. Ok, tôi không có giết ông đâu, yên tâm. Tôi chỉ đi loot đồ thôi. Má ơi, sao đây? Để cho thằng quỷ đó đi xuống, mình sẽ headshot nó bằng cái quả súng hơi của mình. Hay là cho nó ăn cây dao. Súng này kỳ quá. Nhắm ngay đầu mà bắn không trúng là sao ta? Bắn 2-3 viên mới chết. Rõ ràng các bạn thấy cái tâm màu đỏ mình ngắm ngay đầu không? Vậy mà nó không trúng. Kỳ. Game này kỳ. Tắt đèn hết. Ồ. Thằng nào la vậy ta? Thằng nào la vậy? Có đứa la, la làng. Bắn bể cái đèn luôn, thấy ghét. Súng của mày. Đó, lấy súng. Có lẽ là tập sau mình sẽ đổi cái súng lục cho các bạn xem ha. Không ra mình không sử dụng súng lục. Mình mod cái súng lục lại cho nó mạnh lên. Gì vậy, có thằng nào dưới vậy? Đây rồi. Ở chỗ này có cái cầu thang mà nãy giờ. Má ơi, đuôi hay gì. Giờ mình sẽ leo lên ha. Mình sẽ leo lên cái tháp gì đó để mở cổng. Để thằng kia nó lái chiếc xe hình như cái bồn chở nước á, về chiếc xe hỏa của mình. Cái tàu hỏa.
Mấy người này là nô lệ. Hình như trên đó hay gì đó các bạn. Ngộ ta, không thấy thằng lính đâu hết trơn á. Để mình bắn giết. Ý. Khúc này mình sẽ đổi cái súng ngắm này lấy cái này đi. Tại vì khúc này nó gắt lắm. Mình mod lại cái súng này một tí. Mình cần súng trường ở khúc này. Mình rất cần. Đó, giảm thanh ha. Một cái nè. Cái tốt nè. Đó. Băng đạn tròn đi rồi. Thì là về. Mình đang rất cần khẩu súng như thế này. Tại vì mình không có súng bắn nhanh ngay lúc này rất là bất tiện các bạn. Buồn ngủ nè, trời ơi. Tội nghiệp thằng nhỏ không? Nghe tiếng chó. Mình mới lấy được cái gì đó các bạn. Ok ok. Mình đi lên mở cửa nha. Open the gate. Tức là mở cái cổng đó. Nhưng mà khúc nào ta? Trên đây hả? Ok, qua đây nè các bạn. Nãy giờ đi kiếm quá trời. Hình như bên đây mới đúng nè. Nè, đây. Gạt cái này. Đó, mở cổng nha. Rồi nhảy xuống. Đợi chiếc xe chở nước chạy qua mình sẽ nhảy lên cái bồn. Nhảy lên cái nóc xe đó. Đó. Y chang phim hành động luôn. Yeah. Chúng ta thoát rồi. Mình phải mang nước về cho đồng đội ở nhà khác quá khác, cũng như là đứa con nít. Mình quên đưa cái bình nước cho đứa bé nữa. Ở cái tập mà xuống cái hầm đầy nhện đó các bạn kia cho mình cái bình nước để đưa cho con bé mà mình quên đưa. Kìa đằng kia thấy có quái vật đứng nữa kìa. Ô mình đang mệt các bạn ơi. Xỉu luôn rồi. Xỉu luôn rồi nè. Ui. Đang bắn nhau trời ơi. À, tản ra, tản ra. Đứa nào vậy ta? Hình như cái tụi đó hay gì nó cực theo các bạn. Có súng ngắm không?
Cái súng ngắm của tôi đổi rồi. No. Nụ đạn, đúng rồi, nụ đạn. Chết nè. Ơi quá quặc kìa. Thằng đó nó đang bắn cái gì mà dữ vậy? Yeah. Chắc lấy bom lửa trời đúng không? Hết đạn. Chết đi. Bom xăng nó còn. Đùng. Ui nó dài quá các bạn ơi. Hết đạn rồi. Mình chỉ còn mỗi cây shotgun thôi. Ây da. Chúng ta phải làm gì đây? Ô có băng đạn nữa nè. Thằng đó chết rồi các bạn. Súng này đổi. Đó. À đây đây đây, đổi sang cái này. Lúc này là phù hợp nè. Rồi chúng nó đã bị tiêu diệt hết. Quá nhiều đồ luôn các bạn, mình phải loot mới được. Không, giàu rồi nè. Loot một hồi là giàu luôn. Ngay lúc mà mình cần cái súng mấy súng trường như thế này thì lại không đổi được. Buồn ghê. The Baron sending his regards. How many of them are there? 700 I think. 700. Tụi nó có 700 quân. Yeah, we lucked out here. Chúng ta may mắn ngoài này. We won't get far burning twigs. 5 clicks at best. The dogs have fuel, lots of it. A full tanker carriage on the rails. If we open gate quietly, we can steal it. They shouldn't have many guards now. Can you guide our men? I can. Let's get to business then. Yermak, Crest, you prepare the Aurora. Finish filling the boiler with water and drain the car's tanks. Artyom, Damir, you get the most important part, stealing that tank. Rồi, nhiệm vụ của mình là đi ăn cắp một chiếc xe tăng. Trời ơi, giờ đi ăn trộm chiếc xe tăng luôn các bạn. Nhiệm vụ rất táo bạo. Mình đi kiếm cái bàn làm việc các bạn. Nè bây giờ tụi nó đang bơm nước vô chiếc xe lửa nè các bạn. Đó, đây là chiếc xe mình vừa ăn cắp hồi nãy đây. Chở đầy nước luôn. Bây giờ mình đi tìm các bạn làm việc để mình chỉnh súng mình lại. Ladies and gentlemen, the train Desert Bright Future will be leaving shortly. Có hàng gì mới cho tôi không? Ê! Lại đây, chú cho cái bình nước nè. Tokarev, tell me when you're done. I'll be at the bridge. Yes, sir.
Uncle Artem. Cái gì? I drank so much water. Con uống rất là nhiều It's nước rồi. It's flashing in my belly now. You drink some too. Grandpa Max says you can drink as much as you want now. We'll also have tea. Ủa sao mình không đưa cái bình cho nó được ta? Hay là qua luôn rồi cho nên đưa không được? Hi Artem. Xin chào. Well, it's all gonna be okay now. We can't lose now that we have water. You guys did great. Ok các bạn, sau khi chúng ta đã chiến đấu xong thì cái video này của mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mình sẽ hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo của series này ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo. Chào mọi người.